Hôm nay hồi ức lính xin được kể lại một số câu chuyện được ghi chép lại bởi tác giả Trần Nam, cựu chiến binh mặt trận 979. Dưới đây là toàn bộ các câu chuyện có thật do chính tác giả đã trải qua và hồi ức lại. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Câu chuyện thứ nhất, có một số bạn hỏi tôi là tại sao trong chiến tranh biên giới Tây Nam giữa mình và Khmer Đỏ lại không có trao đổi tù binh như những cuộc chiến khác. Ngày đó, bộ đội Việt Nam bắt được và gọi hàng được rất nhiều binh lính Khmer Đỏ, kể cả các cấp chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn của Pol Pot. Nó cũng bắt được một ít lính mình do bị thương, bị lạc đơn vị, bị bật chốt hoặc lính đảo ngũ bỏ đơn vị bị nó phục kích, bắt được. Khi mình bắt được thì bàn giao cho đơn vị bạn, tức là quân của Hinh Song Rin, hoặc giao cho chính quyền địa phương của bạn, ít khi đánh đập hoặc bỏ đói, tra tấn. Thằng nào bướng thì bị vài cái bạt tai mà thôi. Còn lính mình mà rơi vào tay bọn nó thì thê thảm vô cùng. Nó không giết ngay mà tra tấn hành hạ đã. Ai mà bị thương, nó lấy gậy cứ chọc vào vết thương cho đau đớn. Ai khỏe mạnh thì trói lại cứ gậy nó phang. Đầu tiên nó đánh gãy chân, sau là gãy tay, rồi dùng gậy đập vỡ sọ. Những người đó đơn vị đánh lên thấy xác nhiều khi không còn nhận ra được. Một số bị tra tấn không chịu được, nó bắt lên đài phát thanh của nó kêu gọi đồng đội quay lại về địa phương hoặc đảo ngũ. Lên đài xong là nó cũng giết, không để ai sống. Mình với Khmer Đỏ không bao giờ trao đổi tù binh với nhau. Vì thế nó mà bắt được ai là nó thủ tiêu ngay. Nó đói khổ lấy gì mà nuôi. Bản thân chúng nó căm thù Việt Nam đến xương tủy, cộng với bản chất dã man nữa. Mình thì nhân đạo, không giết tù binh. Vì thế nhiều tên ta ra đầu hàng, và người thân chúng nó kêu gọi ra đầu hàng quân Việt Nam thì còn con đường sống. Câu chuyện thứ hai là tình cảm giữa Campuchia và bộ đội ta. Nhiều bạn đọc hiểu lầm tình cảm của nhân dân Campuchia đối với bộ đội Việt Nam và nhà nước Việt Nam chúng ta. Là một người đã từng chiến đấu bên đó, từng làm công tác dân vận và ba cùng với nhân dân của họ, tôi xin phép được nói những tâm nguyện của mình như sau. Đa số người dân nghèo vùng nông thôn, họ cực kỳ quý trọng mình. Họ biết ơn những gì mình đã làm cho họ. Còn vợ con và gia đình bọn Pol Pot thì nó thù ghét mình và bộ đội Việt Nam là đương nhiên. Vì những người này rất đông, những kẻ bảo hoàng theo Sihanouk. Họ cũng không thích Việt Nam vì họ mang dòng máu dân tộc rất cao. Họ có mối thù ngàn năm với ta. Họ không biết được những gian khổ của bộ đội Việt Nam để cứu dân tộc họ đã hy sinh biết bao nhiêu người. Chính phủ Hun Sen thì bị chửi là bù nhìn, là con rối của Việt Nam. Lính Pol Pot giải ngũ, bây giờ thì về chống phá chính phủ Hun Sen và chửi Việt Nam, cũng như các bác Việt Nam Cộng Hòa bây giờ. Nhưng những hy sinh của bộ đội Việt Nam không uổng máu đào. Lịch sử Campuchia vẫn dành những dòng trang trọng nhất để cảm ơn bộ đội Việt Nam chúng ta. Bên họ cũng có phe chống đối chính phủ, lấy Việt Nam ra để đả kích, cũng như những người lật sử bên ta. Vì thế mọi người hãy tin tưởng vào tấm lòng biết ơn của nhân dân Campuchia đối với công ơn của bộ đội Việt Nam. Chuyện cây thốt nốt bên Campuchia. Đây là hình ảnh thiếu nữ Campuchia gánh thốt nốt. Ai đã từng ở Campuchia thì biết thốt nốt nó như thế nào. Cây thốt nốt nó gắn liền với nhân dân Campuchia. Họ trồng quanh nhà. Năm 1977, Pol Pot phát động gây chiến với Việt Nam. Nó tuyên truyền là cây thốt nốt ở đâu thì đất cam ở đó. Vì miền Tây Nam Bộ có một số nơi có đồng bào Khmer ở, họ cũng trồng thốt nốt. Nó muốn chiếm lấy miền Tây Nam Bộ của ta. Quanh đơn vị bộ đội của mình
cũng có nhiều cây thốt nốt. Sáng ra dân họ leo lên cây lấy nước thốt nốt, họ đều hỏi con top hốp thốt nốt, tức là bộ đội có uống thốt nốt không. Lính mình rất thích nước thốt nốt chua, uống như bia, cũng có ga như kiểu bia. Lính mình bỏ vào bình tông đem phơi nắng một lúc. Nếu đơn vị mà xung quanh có nhiều thốt nốt, khi gác không quan sát thì lính Pol Pot nó leo lên ngọn theo dõi lính mình. Khi đánh nhau, bọn lính bắn tỉa của Pol Pot hay ngồi trên ngọn để bắn tỉa lính ta. Mình thì mải nhìn dưới đất, còn nó thì ngồi trên ngọn, cứ thế tỉa mình. Lính bắn tỉa của mình phải quan sát xem có thằng nào ngồi trên ngọn thốt nốt không. Nếu phát hiện thằng nào thì bắn như bắn chim, đoàng một cái là rơi xuống gốc cây ngay. Nước thốt nốt họ đem nấu thành đường thốt nốt. Cái lạ là chỉ thấy lá thốt nốt bọc đường thốt nốt là ít chảy thành nước. Lá thốt nốt dùng lợp nhà như lá cọ của mình. Các bác cựu chiến binh có còn nhớ mùi thốt nốt chua không? Lựu đạn MK3 của Mỹ. Đây là loại lựu đạn MK3 của Mỹ, sức công phá của nó rất lớn. Nếu bộ đội mình trong chiến hào hoặc ở hầm, nó mà ném vào thì chỉ kịp kêu mẹ ơi. Lính mình cũng hay dùng là chiến lợi phẩm của Việt Nam Cộng Hòa và lính Xô Sen. Bọn lính này được Mỹ viện trợ, chúng nó ở bên Thái mò sang Campuchia để đánh phá mình, lập cứ bên Thái Lan, bị mình nhổ cứ. Ngày đó lính mình có được phát loại này, thế nào cũng tìm cách giấu đi vài quả để tranh thủ đánh cá. Vì sức công phá nó lớn, ném xuống khúc suối cạn nào thì tha hồ vớt cá. Có khi hàng tạ lặn xuống cá to thì vớt, cá nhỏ thì để đó không cần. Lúc ném cá phải cử mấy người canh gác bên bờ. Không lính Pol Pot nó nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, nó biết lính mình ném cá, thế nào nó cũng mò đến tìm cách thịt mình. Nhiều khi thấy cá nhiều quá, lính mình để súng trên bờ lao hết xuống bắt cá. Mấy thằng Khmer Đỏ mò đến, nó đứng trên bờ quẳng xuống mấy trái lựu đạn, lúc đó lính mình chết như cá. Bọn này danh ma lắm, khúc suối nào nhiều cá mình phải dò gỡ mìn xung quanh. Nó biết lính mình hay đánh cá về cải thiện, nó gài mìn trước. Bố nào kinh nghiệm non kém, thấy suối nhiều cá lao xuống là đạp phải mìn ngay. Bác nào hay đánh cá bằng lựu đạn, hãy kể cho mọi người nghe về thông số kỹ thuật của lựu đạn này. Tôi không biết và không nhớ rõ, vì thế đừng ai hỏi tôi. Lực lượng quân báo trong chiến tranh. Nhiều bạn có yêu cầu tôi viết về lực lượng quân báo trong chiến tranh. Tôi là lính bộ binh, học trinh sát, không công tác trong lực lượng đặc biệt đó. Nhưng bạn bè tôi thì rất nhiều người về công tác ở đây. Trong đó có thằng bạn thân nhất là Phạm Văn Lộc, xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định. Chiến đấu bao nhiêu năm bên ca không chết, về nước bị thằng say rượu đi ẩu, đâm vào bị chấn thương sọ não một thời gian thì chết. Bây giờ nói cụ thể, lực lượng quân báo là trinh sát đặc nhiệm của Tổng cục 2 quản lý, chiến công của họ vẫn là một bí ẩn. Ngày trước ở đơn vị tôi chốt ở biên giới Thái Lan, Campuchia, có quả đồi cách chốt một đoạn, thấy mìn mình gài dày đặc, sáng ra vẫn nghe tiếng gà gáy ở trong đó vọng ra. Một hôm tôi và hai thằng bạn xách súng mò vào xem có gà rừng không, đang lúi húi gỡ mìn thì một bàn tay như hộ pháp cứng như thép bóp chặt lấy gáy tôi. Ngoái lại nhìn thì thấy hai thằng đi cùng đã bị khống chế, đành phải ngồi chịu trận. Các anh ấy tha cho ngay và nói: biến đi, hôm nay mà Pol Pot thì bọn tao cho mỗi thằng một nhát dao găm. Sợ nhưng tính tò mò của chúng tôi quyết định tìm hiểu. Thì ra đó là một tổ quân báo, họ nằm trên quả đồi, họ ăn ở sinh hoạt hàng năm trời, chúng tôi không biết. Do sợ mìn nên không dám đến gần, họ nấu ăn bằng bếp hoàng cầm, nuôi gà trong ống bươm, chỉ cho con gà thò mỗi đầu ra, thế mà vẫn lớn, chân dài ra.
Ngày họ ngủ, đêm đi trinh sát, nói chuyện đủ nghe, vì thế mọi sinh hoạt của họ là cực kỳ kín đáo. Còn cứu chữa thương binh, họ rất giỏi vì được đào tạo bài bản về sơ cứu. Về võ công thì dạy như trinh sát, nhưng họ là những người có năng khiếu đấm đá và cận chiến bằng tay không. Sử dụng dao găm đã trở thành nghệ sĩ, lòng dũng cảm thì có thừa. Họ chỉ đi trinh sát nắm tình hình và báo cáo về cấp trên. Vì thế chiến công của họ có nhiều bí ẩn. Họ là những anh hùng vĩ đại, họ vất vả, gian lao hơn lực lượng bộ binh chúng tôi rất nhiều. Tình yêu bên Campuchia của tôi. Một số bạn đọc có hỏi tôi là ngày ở Campuchia chú có yêu em nào không? Dạ thưa rằng không, bởi vì tôi sợ kỷ luật thép của quân đội. Nhẹ thì tước quân tịch, nặng thì tử hình, mà bị kỷ luật kiểu này nhục lắm. Khi mình là một chàng trai khỏe mạnh, tình cảm thì dạt dào, nói không yêu ai thì không thật lòng, nhưng yêu nhau thì đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại chứ không đứng gần. Trung đoàn 9, sư đoàn 339 của chúng tôi có một đại đội trưởng trinh sát tên là Thanh, người Thanh Hóa, cao to đẹp trai, dáng phong trần, đánh giặc thì giỏi, nhưng không thoát khỏi lưới tình của một cô nàng Apsara đẹp nhất phung nơi anh đóng quân. Hai người yêu nhau thật lòng, ăn cơm trước kẻ, có thai sau đẻ ra một con trai, đẹp như thiên thần, chưa kịp nhìn thấy mặt bố thì đã bị tước quân tịch ra quân. Khổ thân hai mẹ con ở lại đất Cam, gặp ai cũng nhờ dẫn hai mẹ con sang Việt Nam tìm bố. Đây là tình yêu tự nguyện từ hai con người. Tôi ngày đó là cán bộ trung đội, mẹ nuôi có cô con gái tuổi đôi mươi, nói chung là đẹp, cứ bảo là làm mai, gọi ba mẹ là bố vợ. Nghe vừa sợ vừa thích, không dám vượt rào dù hàng đêm em vẫn ra gác với tôi, tay còn không dám cầm, nói chi là yêu. Em tên là Tinh, xã Kia, huyện Mung, tỉnh Bát Tăm Băng. Bây giờ chắc em đã lên chức bà. Khi tôi về nước, em chỉ có mỗi một câu: Bong Tâu Yêng, Lức Chờ Rơn, anh đi, em nhớ anh nhiều. Khi lên tàu về nước, vẫn mang theo ánh mắt buồn miên man của em, người con gái Cam, để lại sau lưng nhiều kỷ niệm khó quên của một đời chinh chiến. Nhận nhiệm vụ phía Bắc, tôi lại lấy vợ cùng đơn vị là Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Ninh, đặc khu Quảng Ninh. Nói chung là có người lấy được nhau. Khi chàng trai ra quân, trốn ở lại lấy người con gái mình yêu nhưng ít lắm. Tóm lại, kỷ luật thép của quân đội đã rèn luyện những người lính trẻ chúng tôi biết giữ hình tượng của anh bộ đội Cụ Hồ bên đất Cam. Mìn của bọn Pốt. Hôm nay tôi xin phép được kể về tác hại của mìn của bọn Pol Pot cài gây thương vong cho bộ đội ta bên Campuchia. Ngày chúng tôi chiến đấu bên Ca, vào những năm giai đoạn cuối của cuộc chiến, bộ đội ta hy sinh thương vong do đạn nhọn cũng tương đương với bị mìn sát thương gây lên. Mìn nó gây cho ta tâm lý bất ổn, đi đâu cũng sợ đạp vào mìn, làm chậm tốc độ hành quân, vừa đi vừa phải dò. Mà sao thằng Trung Quốc nó viện trợ cho bọn Pol Pot lắm thế không biết. Do nhiều loại mìn khác nhau nên tôi không thể kể cụ thể từng loại ra đây. Một đại đội hành quân khoảng 40-50 người, chỉ cần 2 người đạp vào mìn thôi là mất 8 người phục vụ. Vì thế nó mất sức chiến đấu kinh khủng. Tôi thấy 10 người đạp vào mìn thì cả 10 người đều gọi mẹ. Người thì mẹ ơi cứu con, người thì đau quá mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi sao thiêng liêng với người lính chiến thế. Sau này có một thời gian, Pol Pot gài mìn kiểu gì mà khi bị thương, lính mình đau đớn kinh khủng. Trong thuốc mìn có chất gì làm cho người ta bị đau? Ai đã bị dính mìn này rất ít khi sống, họ đau đớn gào khóc đến lúc chết. Chỉ kêu đồng đội lấy súng bắn mình để giải thoát.
nhưng ai dám làm thế? Ý muốn của Trung Quốc là làm cho những người khác nhìn thấy mà sợ. Nhưng với những người lính chúng tôi thì ngược lại, lòng căm thù càng dâng lên, đánh nhau càng hăng hơn. Khi tiến công mà có xe tăng đi cùng, bọn tôi đi theo vết xích, bước chạch ra là đạp mìn ngay. Mìn nổ dưới xích xe tăng như Ngô Giang. Chú ý đây là mìn cá nhân nên xích xe tăng không việc gì. Dù vất vả, gian nan, nguy hiểm nhưng không thể làm chùn bước những người chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế. Chúng tôi vẫn lạc quan yêu đời để mong ngày trở về đất mẹ. Đứng đầu ngõ hét thật to, mẹ ơi con đã về.